cái lan can đổ trực tiếp này nó phù hợp cho tất cả khách hàng. Ví dụ như chúng ta không phải là làm nghề, chúng ta chỉ cần làm thợ thôi, hoặc là chủ nhà cũng có thể mua khuôn này về để đúc, cho thợ đúc trực tiếp đấy ạ. Rất là thuận tiện đấy, vì là nó chỉ cần ghép khuôn vào cái là đổ thôi đấy. Thế còn phần trên này thì chúng ta tự nắn sắt để cho sắt vào, thì không cứ phải làm nghề nha. Chúng ta chủ nhà hoặc là thợ xây đều là có thể mua khuôn này về để đổ trực tiếp cho khách hàng đấy. Thì nếu mà thợ xây thì là tốt nhất, là vì đổ từ nhà này thì mang ra lắp cho nhà kia. Thế nhưng mà chủ nhà thì có thể lựa chọn theo mẫu và theo 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 hình thức mà mình lựa chọn đấy. Thì chúng ta chủ nhà thì cũng chỉ cần mua khuôn này về cho thợ đổ thôi đấy. Thợ đổ rất là thuận tiện đấy, đổ trực tiếp vào trong khuôn này, ngày mai chết xi thì dỡ ra. Thế là chúng ta có luôn sản phẩm lan can đổ trực tiếp cực kỳ là chắc khỏe, liên kết bê tông không sợ tách vữa, không sợ tách lớp đấy. Cho nên là lan can đổ trực tiếp thì nó thuận tiện về nhiều mặt là như vậy, nó rất là thuận tiện. Các bác có thể tự cho sắt vào, chủ nhà có điều kiện thì cho sắt to, còn không có thì cho sắt nhỏ, từ 6 phân 8 phân đến 10 đấy là đều được. Đấy là can đổ trực tiếp rất là thuận, phù hợp cho kích thước cao thấp nhá. Đấy, từ 60 80 cho đến 90 cho đến 1 mét. Nếu mà cần phải cao thì chúng ta đổ cao, mà cần thấp thì chúng ta đổ thấp. Lựa chọn con xong để đúc trực tiếp chiều cao nó thấp.